dọn lều trại, sau buổi trưa ngày 7 tháng 7, tiếp viên hãng hàng không EVA có thể nhận lại giấy tờ để chuẩn bị trở lại cương vị công việc. Vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, hãng EVA Air và tiếp viên đã cùng ký kết hiệp ước tập thể, tuyên bố kết thúc 17 ngày bãi công. Cuộc bãi công kết thúc, phía công đoàn có hai yêu sách không đạt được. Phía hãng EVA Air đồng ý từ sang năm sẽ xem xét tiền thưởng an toàn bay cho tiếp viên, với mức thưởng 300 đồng đại tệ một người với chuyến bay ngắn và 500 đại tệ một người cho chuyến bay dài, cũng sẽ điều chỉnh các chuyến bay gây mệt mỏi quá mức, như ba chuyến bay tuyến Tokyo, trong đó có chuyến bay số hiệu BA198, từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau sẽ cho ở lại qua đêm. Chuyến bay số hiệu BA716, tuyến Bắc Kinh, vào tháng 4 và từ tháng 6 đến tháng 8 sẽ cho nhân viên nghỉ qua đêm. Phía công đoàn đồng ý không được bãi công đối với các tuyến bay quốc nội, ngoài ra không được bãi công trong vòng 3 năm. Trong bản hiệp ước tập thể, hai bên cùng đồng ý sau này phải có sự giao lưu giữa chủ lao động và người lao động. Ví dụ cứ nửa năm bàn thảo lịch bay một lần, tiếp viên hàng không ôm nhau mừng rơi nước mắt, có người còn in dấu tay màu hồng trên tấm băng rôn màu đen làm kỷ niệm. Từ câu chuyện thần thoại không có công đoàn, tới nay hãng EVA Air đã thông qua bãi công để ký kết hiệp ước tập thể, tạo cột mốc mới trong lịch sử trong phong trào đấu tranh của công nhân viên. Trong bản sửa đổi luật vào tháng 5 năm nay, Sở Bảo vệ Môi trường đã ủy quyền cho chính quyền địa phương nghiêm khắc yêu cầu 8 cơ sở kinh doanh quy mô lớn không được cung cấp các loại chén đĩa sử dụng một lần, bao gồm ly giấy, chén giấy, đũa tre. 8 cơ sở kinh doanh quy mô lớn bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán ăn v.v. Tuy nhiên, áp dụng quy định phù hợp theo từng địa phương, Đoàn thể Bảo vệ Môi trường cho rằng như vậy không có sự đồng nhất. Họ cho biết, ngoài thành phố Đài Bắc và Tân Bắc, thì đa số chính quyền các huyện thị khác đều có thái độ tiêu cực, không kiểm tra nghiêm ngặt. Do đó, cho rằng Trung ương nên thống nhất quy định, đề xuất chính sách hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dần. Sở Bảo vệ Môi trường chỉ ra, đối với việc giảm lượng chén đĩa sử dụng một lần, Liên minh châu Âu đã công bố đề án mới. Kể từ năm 2021, cấm sử dụng 10 sản phẩm như chén đĩa dùng một lần, ống hút, v.v. Năm 2020, Pháp cũng sẽ cấm sử dụng chén đĩa dùng một lần. Trong Hội nghị Bảo vệ Môi trường G20 được tổ chức vào tháng 6 năm nay, cũng đã thảo luận đến vấn đề những nguy hại do xả rác thải nhựa ra biển. Hội nghị đã đạt đến thỏa thuận chung, trước năm 2050 sẽ không còn rác nhựa bị xả ra biển. Việc phản đối luật dẫn độ tại Hồng Kông vẫn đang tiếp diễn. Chiều ngày 7 tháng 7, tiếp tục diễn ra biểu tình và lần đầu đã lan rộng tới khu vực Cửu Long. Và lần này, tổ chức biểu tình tại phố Quảng Đông, nơi tập trung đông đảo du khách Trung Quốc. Hy vọng người dân Trung Quốc, mặc dù bị phong tỏa thông tin, cũng có thể hiểu được hiện nay Hồng Kông đang diễn ra hoạt động biểu tình. Bởi vì họ ở Trung Quốc, các thông tin bị phong tỏa, có lẽ chỉ thấy những hình ảnh của người Hồng Kông, bạo lực xung đột, không thể thấy được hòa bình, thông tin, yêu thương, yêu thương, yêu thương. Biểu tình bắt đầu từ 3 giờ rưỡi chiều, xuất phát từ trung tâm văn hóa Tiêm Sa Chủy và đến điểm cuối là trạm xe lửa cao tốc Tây Cửu Long. Người phát động biểu tình cho biết có 230.000 người tham gia. Cuộc biểu tình kết thúc vào 7 giờ tối cùng ngày. Tuy nhiên, một số đông quần chúng đã chuyển sang khu vực Vượng Giác và xảy ra xung đột với cảnh sát. Ít nhất có 6 người bị bắt. Mãi đến 8 giờ sáng ngày 8 tháng 7, cảnh sát mới tiến hành biện pháp cưỡng chế giải tán. Đường phố lúc ấy mới khôi phục thông xe. They don't respond to what the people needs. They don't respond to what the people angry about. So that's why Hong Kong citizens feel like hopeless. Gần đây cuộc biểu tình lại tăng thêm yêu sách, trực tiếp bầu hội đồng lập pháp và trưởng đặc khu hành chính. Tiếng nói dân chủ thêm lần nữa lại trỗi dậy. Hơn nữa, chặng đường cuộc biểu tình đi qua đã kích thích dây thần kinh nhạy cảm của chính quyền. Hiệu ứng của cuộc đấu tranh phản đối luật dẫn độ đang tiếp tục lan rộng.